Nhổ cái dầm trong tim, chiến duyên với ba mẹ, mình chuyển hóa được mà. Radio Chuyện của Quỳnh số 57. Cả nhà mình thân mến, mình tin rằng bất kỳ ai đã đọc qua bài viết này hoặc là nghe được bài viết này thì cũng không xa lạ gì với khái niệm bị sóc dầm. Dầm là một dạng vật cứng, có thể là một vụn gỗ, lỡ tay hay lỡ chân sượt vào nó một cái, nó sẽ cắm vào trong da thịt, khó chịu thôi rồi luôn rồi. Nếu không chịu lễ hay nhổ nó ra thì nhiều khi nó còn gây ra mưng mủ, vừa đau nhức vừa nguy hiểm. Nhưng mà những cái dầm dạng hữu hình như mình vừa mô tả ở trên, xem ra cũng chỉ gây ra nỗi đau vật lý ở trên thân ta. Chứ còn bị sóc dầm bằng một vài chiến duyên gì đó, kiểu một câu nói, một cách đối xử, có thể gây cho ta những nỗi đau còn tệ hại hơn gấp trăm lần. Vì dầm gỗ thì còn biết cách nhổ ra được, còn dầm này đã len lỏi mà cắm vào tận trong tim thì sẽ biết nhổ ra bằng cách nào đây? Thú thật, cái cảm giác đầu tiên khi mình ngồi nghe chia sẻ từ các bạn học viên lớp cấp độ 2 online gần đây nhất của khóa quản trị cuộc sống với nhân số học của nhà Mê Quy tụi mình chính là sự cảm động. Vì trong số gần chục bạn có phần phân tích vấn đề của bản thân trong buổi học ngày hôm đó, thì đã hơn phân nửa có đọc qua bài viết Hiếu kính với cha mẹ là phước đức lớn nhất mà mình đã viết hồi tháng 7 âm lịch vừa qua. Bài viết ấy mình đã lẫy hai câu trong bản kinh Đại Hạnh Phúc, cũng là kinh phước đức, tức Maha Mangala Sutta mà Đức Phật Thích Ca đã dạy. Và qua đó mình cũng đã đề cập, chính vì biết hiếu thảo với các bậc sinh thành là nghĩa vụ quan trọng của tất cả mọi người làm con, xét cả về mặt đạo đức lẫn phần tâm linh, nên với những ai không may sinh ra trong một gia đình có người cha hay người mẹ là chướng duyên cỡ lớn của mình, những người đã vô tình hay cố ý tạo nên cho mình biết bao nhiêu là tổn thương hay đau khổ, thì ta cũng nên tỉnh giác mà quán chiếu, đó chính là mối quan hệ oan oan tương báo, sinh ra ở đời này được đặt kế bên nhau để đòi nợ hay trả nợ đời cho nhau. Mà phận làm con thì đương nhiên ở vòng đời này ta đang bị đặt ở thế chiếu dưới, phải bằng mọi giá mà học cách chấp nhận, ngừng oán giận và tập nuôi lại tình thương với các bậc đã có công sinh thành ra mình. Và mình nghĩ chắc cũng không phải ngẫu nhiên, hôm ấy đã có đến 3 đến 4 trong số các bạn có phần trình bày trong lớp đã gặp chứng duyên rất là nặng nề với người cha đã sinh ra các bạn. Một bạn học viên nữ có gương mặt thoạt trông khá là lạnh lùng cho biết, em từ nhỏ đã không sống cùng ba, chỉ sống với mẹ thôi. Hiện giờ em đang sống ở Nhật, làm công việc hộ lý chăm sóc người già. Em nói nghề này nhiều người làm vì lương bổng rất hậu, nhưng em có cảm giác em làm vì sứ mệnh của mình. Hồi đó nào có biết nhân số học là gì. Em sống đến năm 19 tuổi thì mẹ em mất. Một năm sau em trai em cũng qua đời, còn bản thân em thì bị tai nạn. Một người quen gặp em khuyên em nên chăm đi làm từ thiện. Em cũng nghe theo, đi làm từ thiện, ban đầu với tâm thế để chuộc em ra khỏi nỗi sợ hãi về nạn tai hay là sự mất mát. Nhưng sau càng làm càng thấy những việc mình làm càng ý nghĩa nên lại càng năng làm. Sau này đủ bén duyên với nhân số học mới nhìn ra em là người số 9, cần phải dành cuộc đời mình cho công việc phụng sự giúp đời. Còn thời điểm em gặp nhiều mất mát người thân và nạn tai kia, ngẫu nhiên rơi đúng vào giai đoạn 9 năm tiền kỳ, trước khi em chính thức đi vào đỉnh cao đầu tiên mang tính chất của con số 7. Em cảm thấy may mắn vì trước khi em biết đến nhân số học, đã có người chỉ em tự biết tìm về đúng sứ mệnh của mình, biết nên cần làm gì để góp phần chuyển hóa nghiệp thức xấu, để cho cuộc đời dần tốt đẹp hơn. Bây giờ những điều đó vô hình chung lại khớp với những gì được hướng dẫn từ nhân số học. Có điều một vấn đề mà em cứ đau đáu trăn trở hoài mà chưa tìm ra được lối thoát. Em đọc sách, biết rằng việc em và ba em có chứng duyên nặng nề với nhau, nó hẳn có liên quan rất lớn đến những mâu thuẫn hay tổn thương giữa hai con người với nhau từ các tiền kiếp. Lý trí thôi thúc em phải giải quyết mối mâu thuẫn này luôn trong đời này kiếp này. Chứ nếu em để đó bỏ ngỏ, đời sau nhiều khả năng em sẽ gặp lại đúng ba em trong một hình hài khác, trong một vai trò nào khác, mà ở trong đó em có thể sẽ phải thi lại bài thi cay đắng giống hệt như đời này. Lý trí em nói như vậy, em cũng biết như vậy.
Thế nhưng, từ biết đến có thể làm nổi là một khoảng cách khá xa. Em thấy em chưa bao giờ sẵn sàng để giải quyết nổi chuyện này cả, và nó làm cho em mất an vui đi nhiều. Mình nói với em rằng nếu chúng ta tập tách bản thân mình ra khỏi cái tôi đang làm mình đau khổ đó, mà bình tĩnh nhìn nhận nó như là một trường hợp về một con người đang phải vượt bài thi về tình thương để tập thương lại một con người từng gây tổn thương cho mình. Em bình tĩnh quan sát chính mình để tập hiểu rằng do trong biểu đồ em cũng có một vài tín hiệu cho thấy em phải vượt một số bài thi về chướng ngại và tình thương, thì ba em có khả năng được cử tới để làm bài thi lớn cho em. Và khi em đã tập vượt được những trở ngại cảm xúc cá nhân này mà thương được ông trở lại, thì đó sẽ chính là một kinh nghiệm quý báu để em tập thương được thêm những đối tượng mà em đang phục vụ hàng ngày đó là những người già. Và mình khuyên em hãy cố gắng liên lạc với ông, tạo lại sự kết nối với ông đi. Em cảm thấy không thoải mái đưa ra hết lý do này tới lý do khác khiến em chưa tiện kết nối lại với ông. Chẳng hạn, từ nhỏ đến lớn, em với ba dù nhà ở rất gần nhau nhưng ba đã không lo gì cho em cả. Hoặc như hiện giờ ba đang sống với người vợ trước nữa và họ cũng có con riêng. Và nói tới đây, tự nhiên gương mặt hơi có vẻ lạnh lùng của em tự nhiên hiện lên một số tia đau khổ. Lúc đó mình mới nhận ra rằng cái sự lạnh lùng mà em đã cố gắng đắp tạo trên gương mặt lúc em trình bày đó, thật ra nó chỉ là một lớp ngụy trang cho một sự thương tổn sâu sắc mà em ấy đã cố gắng khỏa lấp khi nói đến người cha ruột của mình. Mình nói với em rằng khi ta muốn, ta sẽ tìm ra cách, còn khi ta không muốn, ta sẽ tìm lý do. Em có đang nhận ra rằng em đang tìm mọi lý do để thoái thác, trì hoãn cái ngày mà em buộc phải làm cái điều mà em biết là em cần làm nhưng em không muốn, là bắt cầu và làm lành với ba em không? Thôi được, chúng ta sẽ trung thực với nhau ở điểm này. Khi chúng ta chưa thương ba mình được một cách tự nhiên thì mình phải cố gắng thương ba. Và ta khi chưa thể thương ba được bằng cảm xúc thì hãy thương bằng kỹ thuật trước. Và cái kỹ thuật này, đó là trong lòng không cần biết em đang cảm thấy như thế nào về ba của mình. Em hãy dành cho ba em 49 ngày trọn vẹn, mỗi ngày một thời kinh Vu Lan. Tháng 7 âm lịch vừa qua, dư âm của những câu kinh động lòng người về ơn cha nghĩa mẹ trong các bản kinh Vu Lan buồn vẫn như còn vương vấn đâu đó. Mình tin rằng những ai còn đang lấn cấn gì đó với cha mẹ mình, hãy cứ tập trung đọc kinh Vu Lan, tự nhiên sẽ lắng lòng để chịu nhìn lại công lao của mẹ, của cha đối với ta như thế nào, cho dẫu người đó có thể đối xử với ta ít tốt đẹp ra sao. Rồi bên cạnh đó, cũng trong 49 ngày ấy, hàng ngày em hãy tìm ảnh có ba, nhìn gương mặt của ba mà đọc 108 lần 4 câu thần chú về sự xin lỗi và biết ơn ở trong phép thiền Ho'oponopono. Đó là: con xin lỗi, hãy tha thứ cho con cảm ơn ba, thương ba lắm. Những câu thần chú chữa lành này chắc chắn sẽ như thuốc dần rịt lấy những vết thương vẫn còn đang âm ỉ trong trái tim em, lặng lẽ nhổ dần đi cái dầm khó trị nằm mãi trong tim em hàng mấy chục năm rồi. Và em hãy tin đi, rồi sẽ có ngày tự nhiên em sẽ nhận ra em thương ba thật sự. Và em nghĩ xem, ba em năm nay bao nhiêu tuổi rồi, còn lại bao nhiêu năm để em kịp bắt cầu mà làm hòa và nói lời yêu thương trước khi quá muộn. Khi mình nói tới đó thì em cũng rơi nước mắt luôn rồi. Gương mặt giả vờ lạnh lùng ấy trong thoáng chốc đã không còn một mảnh cứng rắn nào. Thấy thương em đang phải cố gắng trong cuộc chiến nội tâm của mình. Nhưng mình tin rằng một khi đã tự ép mình vào trong một lớp học cấp độ 2 này rồi, em đã đang tìm kiếm thêm một lực đẩy, một lực tác động để em đủ dũng cảm dấn lên phía trước một bước, đưa tay ra cho người cha của mình. Và mình tin cú đẩy ngày hôm nay nhất định có một chút lực tác động nhất định. Vừa xong câu chuyện với em học viên này thì chỉ sau đó vài phần trình bày thôi, có một em học viên tiếp theo lại làm mình trầm ngâm hơn một chút. Em học viên này cũng đang sống ở Nhật, làm công tác tư vấn trong một lĩnh vực chuyên ngành. Em nói nãy giờ em đã ngồi nghe
tham khảo rất kỹ những lời khuyên mà mình dành cho em học viên ở đằng trước. Bởi vì em cũng có tình huống na ná như của em học viên kia, những cảm giác không dễ chịu khi nghĩ về mối quan hệ giữa bản thân mình với người cha ruột cứ làm em khó ở mãi. Em nói, nơi mà em đang công tác, đủ thứ mọi kiểu người, từ người châu Á, châu Phi, châu Âu, đủ kiểu tính tình và cách hành xử. Cũng không phải ai cũng rất dễ thương, nhưng mà em cân được tất. Để rồi vấn đề luôn làm em vừa buồn vừa khó chịu, vừa thấy có phần có lỗi, là tại sao người bên ngoài tốt xấu gì em vẫn cư xử tốt được với họ, mà sao em không cư xử tốt nổi với người cha ruột của mình. Dĩ nhiên, đằng sau cảm giác rất phức tạp khó chịu này cũng là một hoàn cảnh không mấy vui. Bởi vì từ khi em sinh ra, trụ cột trong nhà là mẹ, và khi mẹ mất thì trụ cột ấy chuyển về đôi vai của người anh trai. Cha em chưa bao giờ là trụ cột trong nhà, và cũng chính vì vậy em không nuôi nổi tình thương với cha mình. Từ sau khi học Phật và bắt đầu có tu tập chút ít, có nhận thức sâu sắc hơn, em đã có ý thức cố gắng bắt cầu truyền thông với cha. Chuyến đại cộng hưởng vừa rồi của nhà Mê Quy đi đến Bến Tre, từ nước Nhật em cũng đã liên lạc về đăng ký cho cha và cháu em đi. Và ngoài sự mong đợi của em, cha em chịu đi chuyến đó. Em cười nói là dù chuyến đi ấy, cha đi chứ không có chịu vô chùa cùng đọc kinh với mọi người, em vẫn cảm thấy rất vui. Vì em biết một bài thi lớn như vậy, nào có phải muốn thay đổi là thay đổi được chỉ trong một ngày một bữa, mà cần phải hết sức kiên trì. Tới đây thì mình cũng cười, nói nếu như vậy thì con nên nhập hội đọc kinh Vu Lan Bồn và Ho'oponopono 49 ngày cho ba với người chị ở trên luôn đi nha. Mình nói vui, nhưng đó là một lời khuyên nghiêm túc, vì những giá trị to lớn của những bài kinh hay Ho'oponopono này, ngoài tác dụng góp phần đem lại sự dễ chịu cho người đọc, còn mang những giá trị phá tan tảng băng chìm, chính là phần nghiệp thức oan oan tương báo giữa hai phía, vốn là phần âm thầm điều khiển những gì đã xảy ra trước đó, chỉ là chúng ta không tận mắt nhìn thấy được mà thôi. Đến đó thì bắt đầu có những lời phát biểu của các bạn khác ở trong lớp, tức là ở trong một cái lớp học online qua Zoom, thì các bạn khác có thể góp phát biểu bằng cách gõ những cái lời của mình vào trong ô chat ha. Thì mình đọc thấy cả những bạn đã trình bày qua ban nãy, vấn đề của các bạn nằm ở những chỗ khác. Vậy mà các bạn cũng nói, ban nãy em chưa kịp chia sẻ vấn đề của em với ba của em. Hay em cũng gặp chướng duyên với ba của em cô ơi. Hay còn em thì gặp chướng duyên với mẹ, vân vân. Mình nói nghiêm túc với cả lớp rằng, nếu các bạn chịu khó quan sát mọi cái đang diễn ra xung quanh mình thì các bạn sẽ nhìn ra thôi. Ví dụ ha, cái cây quạt mái nó đang quạt mát thì tất cả mọi cái vùng mọi người xung quanh được mát hết, chỉ có cái vùng nóng nhất chính là nằm ở sát vô cái thân cây quạt này. Rồi ngọn nến nó hắt ánh sáng ra một cái vùng rộng lớn xung quanh, nhưng mà cái nơi tối nhất sẽ nằm chính ở ngay bên sát bên cái đế nến nè ha. Như vậy cũng không có gì để khó hiểu rằng những cái chướng duyên sâu nặng nhất á, thường nó nằm ở sát bên mình nhất. Và một khi nó đã được cài cắm dưới dạng huyết thống, nghĩa là một mối quan hệ không bao giờ có thể phủ nhận được, thì chúng ta nên đủ thông minh để nhìn ra rằng bằng mọi giá phải vượt qua được thật là tốt bài thi tình thương này, để kiểu gì thì kiểu cuối cùng giữa ta và người ấy tối thiểu phải là sự nhẹ nhàng, hiểu cho nhau, thông cảm với nhau và thương yêu nhau. Và các bạn cứ tin mình đi, thực sự tình thương ấy nó luôn nằm sẵn ở đâu sâu ở trong tim các bạn rồi, chỉ là do những thử thách che phủ, tình thương ấy chưa được dịp trào dâng ra trở lại như đúng nó nên như thế thôi. Vì vậy cũng đừng có ngạc nhiên khi lớp cấp độ 2 quản trị cuộc sống với nhân số học của nhà Mê Quy, chúng mình đã chuyển thành sống an hòa với nhân số học. Chịu khó đồng hành cùng nhau, bạn sẽ không đơn độc trong hành trình dùng kỹ thuật làm phương tiện đánh thức tình thương thực sự dạy. Và ở các buổi học sau cùng của cấp độ này, chúng mình cũng sẽ cấp thêm cho các bạn một số phương tiện và kỹ thuật nữa, đừng lo. Lớp 2 online buổi ấy đã kết thúc trong nụ cười và những cái ôm vui vẻ nhẹ nhàng với nhau thông qua màn hình Zoom. Mình tha thiết dặn các bạn, trong một tháng còn cùng ngồi với nhau trong một lớp học, cùng một loại đề thi chung, các bạn hãy sớm rủ nhau cùng đọc một thời Kinh Vu Lan
và những thời Ho'oponopono gửi đến đấng sinh thành đi, lợi lạc và hiệu quả sẽ lớn hơn rất nhiều lần so với các bạn hành trì chúng một mình. Nói tới đó, tự nhiên nhớ lại tình hình của lớp cấp độ 2 offline tại Hồ Lắc gần đây nhất. Cũng là những câu chuyện đầy tuổi thân, đau khổ vì ba không thương, không biết lo cho mẹ và cho các con. Và cũng lại là những ánh mắt đồng tình, những câu chia sẻ tiếp nối dạng em cũng vậy, mình cũng trong hoàn cảnh tương tự, vân vân. Và mình nghĩ có thể dạng bài thi bắt cầu thương với cha mẹ luôn là một dạng bài thi ẩn tàng, ngấm ngầm ở đâu đó trong rất nhiều người trưởng thành của thời bây giờ, trong rất nhiều gia đình bây giờ, mà có thể do ngại ngần, không phải ai cũng dám thừa nhận. Vậy thì nếu bạn hữu duyên đọc qua bài viết này hay nghe được bài này, và bạn cũng vô tình cảm thấy mình đâu đó phản phất trong những câu chuyện của các bạn học viên mà mình kể ở trên, xin hãy hiểu, đây có thể là những tín hiệu từ vũ trụ nhắc bạn cũng nên thanh lý cho nhẹ lòng những cái dầm vô hình mà bạn đã cho chúng nằm lẩn khuất quá lâu ở trong tim bạn rồi. Cố lên bạn! Việc bắt tay vào thực tế làm cho được việc này sẽ không quá khó khăn như bạn nghĩ đâu. Cho dù bạn có nhìn nhận hay không, thì một phần thiêng liêng của tinh cha huyết mẹ vẫn âm ỉ len lỏi trong huyết mạch của bạn, cấu tạo nên cấu trúc tế bào của cơ thể bạn. Vậy, hãy dũng cảm cho mình quyền tự tay nhổ nhẹ nhàng chiếc dầm ấy ra, để cho bản thân của chúng ta được nhẹ nhõm hơn, an yên hơn, được thêm biết là bao nhiêu. Bạn thử đi. Mình đang viết những dòng này vào trong tháng 10, tháng có ngày 1 tháng 10, ngày quốc tế người cao tuổi. Những năm tháng sau này, chưa bao giờ mình ý thức rõ được sự mong manh và yếu ớt của những người cao tuổi như trong lúc này. Bạn ơi, trong bất kỳ một mối quan hệ nào, phải có một người, một phía chủ động là người bắt cầu trước, phải không? Hãy mạnh dạn là người chủ động bắt cầu trước. Bạn sẽ thấy, bạn sẽ bước qua bài thi của đời này kiếp này thật là rạng rỡ. Gửi niềm lành cho tất cả những ai đang cần sự hỗ trợ để nhổ được cái dầm trong tim. Chứng duyên với mẹ hay cha ta, ta hoàn toàn có thể chuyển hóa được mà. Thương lắm. Ngày 8 tháng 10 năm 2023, Lê Đỗ Quỳnh Hương và Mê Quy Team.